Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức của Xoài TV. Cho tay thanh trừng Tập Cận Bình siết chặt cộng kiềm tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, ông Tập Cận Bình trong phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, viết tắt là CBBCC tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh thứ năm, ông Tập Cận Bình trong phiên khai mạc hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đã tung ra chiến dịch thành trừng mới nhằm bám chặt quyền lực độc tôn chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 20 vào năm 2022. Li Figaro cảnh báo, Tập Cận Bình không dừng lại ở đây mà tham vọng của ông ta là vượt lên khỏi tầm vóc Mao Trạch Đông, thống trị hoặc vô hiệu hóa Hoa Kỳ, làm bá chủ thế giới. Về thời sự nước Pháp, Les Echard ghi nhận, đến lượt Paris phải đeo khẩu trang. Do các trường hợp dương tính đã tăng gấp 4 lần, bắt đầu từ hôm nay, khẩu trang trở thành bắt buộc khi ra đường ở Paris và ngoại ô gần Le Mans. Chạy tựa trang nhất, chính quyền Pháp trước nguy cơ thất nghiệp hàng loạt. Đề cập đến việc chính phủ cảnh hữu và cực hữu đều nhấn mạnh nạn mất an ninh chuẩn bị cho kỳ tranh cử tổng thống năm 2022, đúng năm sau khi Thủ tướng Angela Merkel mở cửa cho người tị nạn. Lacrosse, tìm gặp những người đã được nước Đức tiếp nhận và một số khuôn mặt đã giúp đỡ người tị nạn. Trương Li Figaro dành hồ sơ cho chủ đề Tập Cận Bình siết chặt cộng kiềm lên Trung Quốc. Để hợp pháp hóa nhà nước công an trị, Chủ tịch Trung Quốc đã tung ra chiến dịch thanh trưởng mới nhằm bám chặt quyền lực độc tôn, không ai được tranh cãi, chuẩn bị cho Đại hội Đảng năm 2022. Trong bài viết mang tự đề Tập Cận Bình siết lại những chiếc bù lông cuối cùng của quyền lực tuyệt đối. Lee Ficaro nhận định, ông Tập muốn đứng ngang hàng với nhà độc tài Mao Trạch Đông, chiến dịch chỉnh phong. Diên An do Mao tung ra năm 1942, kéo dài 3 năm đã làm cho 10.000 người chết, 10% đảng viên bị khai trừ. Còn 2 năm nữa đến đại hội quan trọng. Còn 1 năm nữa đến đại hội quan trọng, Tập Cần Bình khởi động đợt thanh trừng nhắm vào bộ máy tư pháp và chính trị, nhằm dập tắt hẳn mọi phản kháng trong nội bộ. Bắt đầu từ tháng 7, chiến dịch trình phong 2.0 này sẽ diễn ra trong hơn một năm nhằm nạo chất độc đến tận xương, nhổ bật đi những thành phần có hại cho tập thể. Theo Trần Nhất Tân, nhân vật thân cận với Tập Cận Bình, phụ trách việc thanh trừng, thì đội ngũ tư pháp và chính quyền phải hoàn toàn trung thành, trong sáng và đáng tin cậy. Nhà chính trị học độc lập Lôi Cường ở Bắc Kinh giải thích, ngoài mặt là chống tham nhũng, nhưng thực tế là thanh trừng, để tổng khử đi những người cạnh tranh, nhằm nắm được quyền lực tuyệt đối trong đại hội đảng lần thứ 20. Chỉnh Phong còn nhằm hợp pháp hóa một nhà nước công an trị, đặt nền móng cho một hệ thống SS tại Trung Quốc. Thanh trừng trong bối cảnh phức tạp, Tập Cận Bình được cho là mạnh lên với việc quản lý đại dịch virus corona và sự tấn công liên tục của Tổng thống Joe Biden. Từ tin bắt đầu cuộc thanh trừng với sự ủng hộ của phe dân tộc chủ nghĩa, nhưng trong bối cảnh phức tạp, ở bên ngoài Hoa Kỳ chuyển sang thế công khai tiến công trong khi Trung Quốc vất vả không tìm được đồng minh. Trong nước thì kinh tế chậm lại không có đủ cơ hội cho tầng lớp trung lưu ngày càng đòi hỏi cao. Bên cạnh đó là nguy cơ một đợt dịch thứ hai lụt lội kỷ lục mà theo người Hoa đó là điểm xấu. Đại hội đảng năm 2020 là dịp để thay thế một số lớn quan chức. Ông Tập đang ở thế mạnh để bố trí người của mình. Từ nay cho đến lúc đó không một tiếng nói phản biệt nào được phép cất lên. Theo truyền thống thì thời gian chuẩn bị đại hội là dịp cho những đòn đánh dưới thắt lưng, ly khai và đầu đá quân lực. Như kịch bản có thể diễn ra, cũng theo truyền thống, thì lẽ ra Tập Cận Bình phải rời ghế chủ tịch nước năm 2022. Tuy nhiên, đến nay không có dấu hiệu gì cho thấy ông chuẩn bị người kế nhiệm, mà ngược lại Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Đào hủy bỏ luôn quy định không được giữ qua hai nhiệm kỳ chủ tịch nước. Nhà nghiên cứu Anthony Bondage nhận xét, Vấn đề là liệu Tập Cận Bình có xóa hết những hạn chế được Đảng Tiểu Bình đặt ra trước đây? Và nguyên tắc lãnh đạo tập thể đã chết hẳn hay không? Cá nhân hóa quyền lực, Tập Cận Bình muốn làm bà chủ thế giới. Tại thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam, khoảng 30 cán bộ đã bị cách chức. Tuần rồi Giám đốc Công an Thượng Hải, chức vụ quan trọng tại thành phố giàu nhất Trung Quốc, đã bị thanh tra. Những tiếng nói phản biện hiếm hoi trong đảng đã bị bắt giữ, truy lùng, khai trừ, Thái Hà cử giáo sư trường đảng Trung ương là trường hợp mới nhất phải trả giá, tuy nhiên không hề là nhà ly khai. Bà phải trốn khỏi Trung Quốc vì đã chỉ trích việc tập trung quyền lực trong tay Tập Cận Bình theo kiểu trùm mafia. Hồi tháng 7, giáo sư Hứa Trương Nhuận của trường Đại học Thanh Hoa bị công an bắt do phê phán việc xử lý đại dịch. Chuyên gia Tăng Duệ Trinh của Viện SOAS giải thích, Tập Cận Bình càng mạnh thì ông ta càng cảm càng thấy an toàn, càng siết chặt những tiếng nói phản kháng. Từ nay chỉ cần chỉ trích là trở thành nhà ly khai, việc cá nhân hóa quyền lực khiến tập phải tiếp tục chứng tỏ ông ta là người mạnh nhất, không ai có lợi gì khi phản đối ông. Trong một đảng luôn thiếu tính minh bạch, nếu thực sự có những ý kiến chống lại Tổng Bí Thư thì cũng không thể bộc lộ và những ai nói ra thì không ở trung tâm quyền lực. Điều khiến cho Tập Cận Bình lo sợ nhất là sự xuất hiện một phe phái độc lập, phản công lại thành trì mà ông đã gây dựng từ 10 năm qua. Tăng dễ sinh kết luận Giờ đây ai phản đối sẽ phải sẵn sàng đi đến tận cùng hoặc phải trả giá đắt. Không có một chỗ nào cho đối thoại, Li Figaro trong bài giả luận đã cảnh báo. Tập Cận Bình không dừng lại ở đây mà tham vọng của ông ta là vượt lên khỏi tầm vóc Mao Trạch Đông, thống trị hoặc vô hiệu hóa Hoa Kỳ, làm bà trụ thế giới, cũng về Trung Quốc nhưng lĩnh vực kinh tế. Li Figaro nhận định, người dân Hoa Lục được yêu cầu ăn ít hơn sau nạn lụt và dịch Covid. Chiến dịch vận động toàn quốc không để lại thức ăn thừa trên chén dĩa được ông Tập Quyền Bình tung ra từ 3 tuần qua nhằm giảm lãng phí thực phẩm. Các khách tăng thăng nửa gạch 1 và thăng nửa gạch 2 tràn ngập Internet nhắc nhở các nhà hàng buộc các nhóm thực khách ăn đặt ít hơn một hoặc hai phần cho cả nhóm. Một nhà hàng ở miền Trung thậm chí còn yêu cầu khách cân trước và sau bữa ăn để đảm bảo họ không ăn quá nhiều, nhà hàng khác thì phạt tiền nếu khách không ăn hết đây là lần thứ hai Tập Cận Bình đánh vào lãng phí lương thực, ước tính 17 đến 18 triệu tuần một năm tại Trung Quốc, nuôi được 30 đến 50 triệu người. Lần đầu tiên năm 2013 nhằm hạn chế những bữa tiệc linh đình của quan chức và doanh nhân, còn phiên bản 2020 đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đặc biệt khó khăn, liên tiếp xảy ra những trận lụt mạnh nhất từ nhiều thập niên, chuỗi cung ứng bị cắt đất do đại dịch, cùng heo làm đàn heo giảm sút mạnh, châu chấu phá hoại mùa màng, và xung đột thương mại Mỹ-Trung. Hậu quả là giá thực phẩm tăng 13%, trong đó giá rau quả tăng cao nhất kể từ 5 năm qua, khiến người nghèo sau dịch Covid càng thêm khốn khó. Một số nước như Việt Nam và Thái Lan do sự thiếu thực phẩm đã ngưng xuất khẩu trứng và ngũ cốc sang Trung Quốc. Phải nói rằng chủ đề thực phẩm đặc biệt nhạy cảm tại Hoa Lục với nhiều trận đói đã xảy ra trong lịch sử như nạn đói năm 1959-1961 đã làm 60 triệu người chết, trên phương diện y tế, Liman Mạnh Đề mô tả, Vũ Hán tụ kính trưng bày của Trung Quốc về một thế giới hậu Covid, Bắc Kinh khoe khoang đã ngăn chặn được dịch tại nơi xuất phát, còn virus độc hại. Tuy nhiên thực ra vết thương chưa lành, hàng ngàn người nhạy mùa trong lễ hội techno mặc Mà không hề đeo khẩu trang, công viên giải trí thung lũng hạnh phúc, đại hạ giá các trò chơi, lễ hội bia vào cửa tự do, 400 địa điểm du lịch không thu phí. Tài xế taxi không còn mang khẩu trang, các camera đo nhiệt độ được tháo gỡ, khách thoải mái vào các cửa hàng không bị kiểm soát. Tất cả nhằm chứng minh thành phố từng bị phong tỏa như thời Trung Cổ trong 75 ngày đã trở lại bình thường. Thậm chí Viện Bảo tàng Quốc gia còn tổ chức truyền lãm về cuộc đấu tranh chống virus. Nhưng chỉ những ai có thẻ căn cước Trung Quốc mới được vào. Tuy nhiên, các cơ sở thương mại bị giảm phân nửa doanh thu, khách sạn hoạt động cầm chừng dù đã giảm giá. Nhà văn Phương Phương, tác giả Nhật ký Vũ Hán bị cấm tiếp xúc báo chí ngoại quốc. Một nhà hoạt động nữ quyền đã nhận trả lời phỏng vấn của đi rốt cuộc từ chối sau khi ủy ban khu phố đến làm việc. Cũng về Vũ Hán, đi cho biết nghệ sĩ Lưu Phong ngại vì vị, từ châu Âu đã thực hiện một bộ phim về thành phố này trong thời kỳ phong tỏa, trong đó ông tố cáo phương pháp của chế độ. Khoảng hơn một chục bạn bè, nhà đầu tranh đã giúp thực hiện cuốn phim, đa số bằng camera quay lén. Bộ phim tài liệu dài 1 giờ 50 phút trình bày, 2 tháng rưỡi Vũ Hán bị phong tỏa trên mọi phương diện, từ sự tần tùy của đội ngũ nhân viên y tế cho đến việc từ chối giao cho cốt cho người thân, buộc phải có đảng viên đi kèm. Ngài vì vị muốn cảnh báo phương Tây rằng không quốc gia nào có thể huy động bằng ấy người lao vào chống dịch với cung cách quân sự như thế. Tuy nhiên, đây không phải là hình mẫu vì Bắc Kinh sẵn sàng hy sinh nhân mạng. Theo ông, chủ nghĩa tư bản nhà nước hiệu quả hơn tư bản dân chủ và các thành phố hiện đại như Thượng Hải Bắc Kinh tạo cảm giác giống như phương Tây. Tuy nhiên, về văn hóa và ý thức hệ thì vô cùng khác biệt. Trung Quốc từ chối nhân quyền, độc lập tư pháp, tam quyền phân lập, quyền bầu cử. Không phải đảng đang lãnh đạo đất nước, mà thực tế quyền hành trong tay chỉ một người. Nhưng Trung Quốc lại rất hùng mạnh. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta muốn kiểu xã hội nào? Châu Âu do dự, còn Hoa Kỳ chiến đấu. Cuốn phim của Ngài Vì Vị chỉ có thể xem được trên Internet vì các liên hoan phim điện ảnh chính đều từ chối. Không ai muốn làm mất lòng Bắc Kinh, trong khi đây là bộ phim đầu tiên về Vũ Hán. Nghệ sĩ lấy làm tiếc, mọi người đều tự kiềm duyệt, phương Tây không bảo vệ những giá trị của chính mình. Tuy nhiên, sau hai thập niên, hơn phân nửa dân số Hồng Kông không coi mình là người Trung Quốc và 3 phần tư người Đài Loan cũng thế. Theo nhà sử học Jamie Ward, những quyền được Đảng Cộng sản Trung Quốc dành cho các dân tộc tiểu số sau năm 1949 nhằm lãnh đạo một đế quốc nhưng không có vẻ như đô hộ. Tuy nhiên, giảng viên đại học Mã Nhung cho rằng nếu chính trị hóa tư cách các dân tộc thiểu số dễ dẫn đến ly khai. Một số trí thức như Hồ An Cương, Hồ Liên Hiệp thậm chí còn đòi đồng hòa hắn với người Hán. Rất có thể những ý tưởng dân tộc chủ nghĩa này đã làm nảy sinh chủ trương, đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Kazakhstan và các sắc tộc khác ở Tân Cương nhằm xóa bỏ tín ngưỡng, phong tục và ngôn ngữ của họ. Một triệu người bị tống vào trại cải tạo, nhiều triệu trẻ em bị tách rời khỏi gia đình và trong một chiến dịch cuối năm 2017. Một triệu đảng viên được phân công sống chung trong các gia đình suy ngôi nhĩ để tỏ tình đoàn kết. Gần đây là chiến dịch triệt sản người hồi giáo, công nghệ giám sát phổ biến ở Tân Cương và Tây Tạng. Tất cả diễn ra từ khi Tập Cận Bình lên ngôi, mơ một giấc mộng Trung Hoa, một mình Tập Cận Bình có thể giết chết một đảng và một đất nước. Trong bài trả lời phỏng vấn cho Qudian được Concordia International dịch lại, bà thái hạc giáo sư trường đảng trung ương đã bị khai trừ đảng và nay sống lưu vong vẽ ra một toàn cảnh đáng lo ngại sẽ mang lại những hậu quả trầm trọng về chính trị thậm chí địa chính trị khi quyền lực chỉ tập trung trong tay nhân vật số một trung quốc về việc hủy bỏ quy định trong hiến pháp làm chủ tịch nước không quá hai nhiệm kỳ theo bà thái hà ông tập buộc quốc hội phải nuốt lấy sự cải cách thô bạo này như những con chó tập cân bình đã soạn thảo ra và buộc mọi người phải chấp nhận không ai dám phản đối sự thụt lùi này cho thấy đảng cộng sản trung quốc đã trở thành một sắc sống chính trị không có cách nào sửa chữa những sai lầm tập cận bình đã chứng tỏ chỉ một mình ông ta có thể giết chết một đảng và cả một đất nước ông tập tự diễn biến tự biến mình thành kẻ thù của cả thế giới trước những xung đột trong nội bộ tập cận bình muốn lại dư luận sang hướng khác qua việc gây sự với các nước thúc đẩy tinh thần chống mỹ gây sự với ấn độ do chỉ một mình ông quyết định những việc lớn từ đối nội đến đối ngoại rất dễ phản đoán nhầm lẫn, không ai dám nói trái lại hoặc báo cáo tình hình thực tế. Về đại dịch corona, bà Thái Hà cho biết Tập Cận Bình không có được những thông tin trung thực cho đến ngày 7 tháng 1 khi ông tuyên bố bắt tay vào việc. Nhưng tại sao phải đợi đến 20 tháng 1 mới công bố dịch bệnh khi không còn trường lựa? Tự do ngôn luận sẽ đánh đổ toàn trị. Trả lời câu hỏi vì sao Đảng Cộng sản không thể tìm được ông Tập, bà Thái Hà cho rằng do nhiều quan chức tham nhũng nên không dám lên tiếng. Còn những ai không tham nhũng cũng rất dễ dàng bị quy chụp. Điều lệ được thông qua năm 2016 cũng không cho phép đảng viên nói trái lại đường hướng của đảng. Theo bà có đến 70% đảng viên nghĩ rằng cần phải cải cách, tỷ lệ này còn lớn hơn nữa trong số các quan chức đảng. Nắm quyền từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải nhiều sai lầm và tội ác, gần 40 triệu người chết đói từ năm 1959 đến năm 1961 phong trào chống hữu khuynh năm 1957 và cách mạng văn hóa đã làm tổn hại cho giới trí thức. Quân đội xạ súng vào sinh viên biểu tình Thiên An Môn năm 1989. Trung Quốc cần phải tiến đến dân chủ tự do chính trị, nhà nước pháp trị và thường tôn hiến pháp. Hiện giờ thì xã hội dân sự bị tập cận bình tiêu diệt. Mỗi ngày đều có những nhóm thảo luận, quy chát bị đóng đặng lời cờ dịch bệnh để tăng cường giám sát. Theo cử giảng viên trường đảng, việc đầu tiên cần thực hiện là sâu ngã vạn lý hòa thành chấm dứt phong tỏa thông tin. Một khi người dân biết được sự thật thì không gì có thể ngăn chặn được, tự do ngôn luận sẽ đánh đổ toàn trị. Bên cạnh đó, nếu mỗi người hành động như một con người tự do chứ không phải nô lệ thì thay đổi sẽ đến nhanh hơn. Korea International cũng cho biết đã băn khoăn khi chọn chủ đề chính cho số báo tuần này, Trung Quốc hay Belarus. Hai đề tài thời sự chiếm trang nhất từ nhiều tuần qua và rốt cuộc đã đưa hai hồ sơ cùng một lúc hai quốc gia toàn trị với những tiếng nói phản kháng như Thái Hà của Trung Quốc. Một công nhân đầu tranh đã bị bắt ba ngày sau khi trả lời một tờ báo. Trong bài phỏng vấn đăng trên Novaya, Gazeta được Courier International trích dịch, anh công nhân 30 tuổi, Sergei Tilevsky, cho biết chưa bao giờ thấy một phong trào phản kháng đoàn kết như thế. Làm việc cho một công ty quốc doanh sản xuất xe máy cày, anh tình cờ trở thành người đứng đầu Ủy ban đình công của nhà máy và quyết tâm đi đến cùng. Anh nói chúng tôi sống trong thế kỷ 21. Ở trung tâm châu Âu mà các nhà lãnh đạo vẫn ra lệnh tra tấn đánh đập người dân là không thể chấp nhận được. Trên lĩnh vực kinh tế, Korea International dịch một bài báo khác trên tờ Moskovsky Komsomolets xuất bản ở Moskova mang tựa đề một nền kinh tế không hiền hữu, lạc hậu chính quyền kiểm soát tuyệt đối tất cả mọi hoạt động, độc quyền được dành cho phe nhóm của Tổng thống Lukashenko. Trong 6 tháng đầu năm 2020, GDP đã tụt 1,7%, đồng tiền của Belarus giảm giá 19% so với đô la. Theo chuyên gia Dmitry Botabenko, thật ra Belarus không có một nền kinh tế thực sự vì hoàn toàn sống dựa vào dầu khí Nga. Đổi lại, Belarus bán rất nhiều sữa và thịt cho Moscow và những sản phẩm công nghiệp chẳng còn ai muốn xài như xe tải Musk, xe máy cày, máy công cụ. Thâm hụt mậu dịch hàng năm khoảng 6-7 tỷ đô la, vì đa số hàng hóa đều nhập từ Nga. Ông Lukashenko trong cậy vào đủ loại viện trợ có được nhiều một dự án hội nhập kinh tế với Nga ký năm 1999. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong thập niên qua, Minsk được miền trợ 10 tỷ đô la một năm, nợ công của Belarus là 17 tỷ đô la, tương đương 30% GDP. Trong đó, Nga là chủ nợ lớn nhất, các doanh nghiệp do nhà nước kiểm soát chiếm đến 70% việc làm. Khái niệm tiêu nhân hóa thậm chí còn không hiện hữu, vì phe nhóm Lokachenko chiếm trọn các chức vụ chủ chốt trong nền kinh tế. Belarus bị biến thành một đại tập đoàn quốc doanh, mà đại gia đứng đầu là Tổng thống. Lokachenko sở hữu đến 17 sinh Tổng thống, có đội máy bay riêng, các biệt thự ở nước ngoài và nhiều tỷ đô la gửi tại các ngân hàng ngoại quốc. Ngược lại, người dân sống vất vưởng phải nuôi thêm gia súc, gia cầm và trồng khoai tây trong vườn nhà để tồn tại. Trong điều kiện đó, chẳng ai ở phương Tây muốn đầu tư hay cung cấp công nghệ cho Belarus. Giáo sư Alexei Jobet của Trường Đại học Tài chính Nga cho rằng, trong trường hợp Minsk và Moskova cắt đứt quan hệ, nền kinh tế Belarus sẽ tàn giã trong vòng không đời 6 tháng. Putin sẽ cứu Lokachenko hay không? Liệu ông Putin có cứu Lokachenko hay không? The Economist đặt câu hỏi, tuần báo Anh cho rằng để đổi lấy sự hỗ trợ của Nga, nhà độc tài đang chuẩn bị bản nước. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.